Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Invasion. Trong tập trước chúng ta đã làm một cái void resort miner, nhưng mà mình phát hiện mình đã đặt sai vị trí, thành ra nó không hoạt động, làm cho mình treo máy để kiếm được void ore không à. Sau đó mình đã phải qua bển chỉnh lại cho nó đúng. Giờ nó đúng rồi thì chúng ta đã có được mica, nhưng mà số lượng mica không hề nhiều, chỉ có 3 cục thôi, vừa đủ để chúng ta có thể để đó và không làm được gì nữa hết trơn hết á. Và chúng ta sẽ cần phải có thêm một cái bộ Lunar Array. Nó sẽ nằm ở phía bên này. Đây là Solar, thì bên này là Lunar. Chúng ta sẽ chuyển điện vô trong cái chỗ ở giữa luôn. Nó rất là tuyệt vời nếu chúng ta có được cái Lunar luôn, càng sớm càng tốt. Nhưng mà chưa, mình lại phải tiếp tục treo máy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một vài cái nhiệm vụ nữa ở trong này. Chúng ta hãy coi. Automation. Nó chỉ còn một vài thứ nữa là xong rồi. Chúng ta có MK2 và MK3. Rồi cái này, đây là Greenhouse Glass. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau làm Greenhouse Glass. Đánh chữ Greenhouse Glass vô, coi thử coi nó đòi hỏi cái gì. Kiến, sapling và Empower Palace Crystal Block. Palace là lapis. Chúng ta lấy nhiều đây đi. Lấy xuống, mình cần phải có 3 cái sáp, 4 cái sáp linh, à không, ta đâu cần 4 cái sáp linh làm gì. Ta sẽ cần phải coi Empower nó lên thì cần Rismarine Shack và Cyan Dye. Cyan Dye đâu, chưa bấm công thức mà. Đây, mình sẽ cần phải lấy một cái Cyan và lấy Shack 1, 2, 3. Qua bên kia cho nó Empower lên một cái. Chúng ta bỏ nó vô trong này. Quên, gấp dữ quá, thành ra quên, chưa có chuyển đổi nó. Phải chuyển đổi nó trở thành cái palace đã, rồi mới empower lên được chứ. Và nó đây, bỏ vô. Và em này sẽ thực hiện quá trình empower. Để dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ cần phải có những cái hopper á. Khoảng 5 cái hopper, thì từ từ chúng ta tính tiếp. Và ta coi tiếp công thức của capacitor. Mình đã có được basic capacitor trong tập trước. Như vậy nâng nó lên. Đây là cái capacitor nè. Đây là basic. Còn đây là cái capacitor bằng. Và tại sao nó lại không có công thức. Nó không cho chúng ta nâng lên à. Nó chơi như vậy thì thiệt là quá sức không thể tưởng tượng được. Đó là một cái điều vô cùng rất là mắc mỏ. Khi mà chúng ta có được cấp độ thấp hơn mà không nâng lên được cấp độ cao hơn. Chơi xấu rồi, tôi không thích điều này. Lần trước chúng ta chơi trong Forever Stranded á, thì mình có thể nâng cấp cấp độ basic lên thành cái capacitor, từ capacitor lên vibrant, nhưng mà lần này chỉ có một công thức duy nhất thôi. Aqua đi. Chúng ta sẽ cần phải làm cái gì đây? Coi thử công thức của thằng này coi. 4 cái double layer. 4 cái đó thì chúng ta có 8 cái thằng basic. Như vậy chúng ta sẽ có 8 cái, 12 cái energetic alloy nữa. Chúng ta sẽ cần có 12 cái. Đây là 12 cái. Lấy glowstone và lấy glowstone này đi. Rồi lấy redstone. Đây là redstone. Và tiếp tục chúng ta cần một cái thrower. Không phải là cái thrower đó. Cái thrower này mới đúng. Để lên đây và lấy cục gravel ra cất vào trong này. Lấy cái này bỏ vào đây. Ta có thể lấy được từ đây 12 cái. Vậy cho nó nhanh. Và chúng ta sẽ bỏ vào trong này. Ok. Chạy đi nhé. Và ở đây cũng chỉ cần 12 cái thôi. Đâu cần nhiều dữ vậy đâu. Và nó sẽ chạy. Thì mình sẽ làm cái basic capacitor. Chúng ta cần 8 cái hả? 8 cái. Rồi. Có cần thêm gì nữa không? Có cần thêm một cái Empower Restonia Redstone. Đó là Redstone được Empower lên. Chúng ta hãy coi thử cái Redstone. Chúng ta sẽ bỏ cho đủ 9 cái. Vậy thì chúng ta Empower nó lên có khó hay không? Chúng ta coi luôn cái nào. Thằng này nó chơi cái đồ mà Empower mới giữ đó chứ. Nó sẽ cần phải có Redstone, Rose, Red Brick. Nói chung là những loại nào liên quan tới màu đỏ là nó chơi hết à. Ta sẽ cần có brick. Đây là nether brick. Và cần một clay. Nó đây. Bên này xong chưa?
chứ xong sao tôi bỏ vô đây hả, chứ xong sao tôi bỏ vô chổng được. Mình sẽ empower nguyên một khối luôn. Nếu chúng ta chỉ làm có một cục thì chúng ta bị lỗ, không thích. Chơi một khối cho nó đã. Và ta sẽ có cục này, cái này không phải, cái này và cái này ở đây. Chờ chút xíu, trong này còn không còn, tưởng còn brick chứ. Và ta sẽ để cục clay vô chổng là vừa rồi đó. Này nó nấu xong là được 12 nè. 12 và xử lý. Đó, phải vậy chứ. Bỏ bên kia liền. Bỏ vô, empower nó liền. Và chờ chút xíu nữa. Rồi trong thời gian này thì chúng ta sẽ cần phải làm cái double layer. Chúng ta sẽ có 4 cái double layer. Yeah. Và cái công thức của thằng Vibrant còn ghê gớm hơn nữa. Nó là 4 cái orthotic. Mà orthotic này lại cần Vibrant alloy rồi double layer. À, kinh khủng. Và như vậy nếu mà muốn nâng cấp, không, nhiều quá, nhiều ender pearl quá, căng quá. Giờ chúng ta sẽ chuyển ngược cái này lại một cái. Và mình sẽ làm được cấp độ capacitor này. Bang. Chẳng chờ gì nữa mà không gắn lên trên đó. Gắn chỗ đó là sao có điện. Gắn lên đây nè, cho nó chuyển điện qua bệnh. Hết điện luôn. Ủa, điều gì ghê vậy? Nó chuyển thẳng điện vào trong này, hèn gì hết điện luôn. Chết thật, chết thật. Chúng ta sẽ phải nhanh chóng có điện thêm mới được. Bây giờ là ban ngày, nó đang sản xuất điện năng ra thêm. Giờ nó đang lắp đầy ở trong này hả? Chết chưa, chúng ta sẽ cần phải lắp đầy điện ở trong này trước nữa. Chắc ngắt cái hệ thống này đi quá à. Bây giờ nó cứ chạy thì nó chuyển điện qua thì chúng ta chưa có đủ. Làm sao chúng ta giữ điện được đây, thiệt tình luôn á. Phải kiếm cái gì đó có thêm điện mới được. Và bây giờ để mình hoàn thành những nhiệm vụ này cái đã. Ta sẽ lấy cái gì? Lấy cái này đi. Yay, yay. Và đây là cấp độ 3. Nghĩa là chưa làm được. Nó còn có mấy phần upgrade bên dưới. Identify Matter, Cell Analyzer và Remote Control kìa. Làm cái remote coi. Đây là công thức của Utility Remote. Và cần phải có một cái Basic Capacitor. Bang. Ok. Nó sẽ có cái Livestock Airdrop nữa nè. Chúng ta có thể làm được luôn nè. Livestock là kiểu như mấy con gà dịch này nọ đó. Chúng ta không có thể kêu nó rớt xuống được. Và chúng ta hãy nhận phần thưởng. Yay. Bên dưới này là gì? Đây là Surgery Chamber. Cái đó để xào đi. Mình muốn hoàn thành cái phần nhiệm vụ này trước. Nhưng mà chúng ta cần phải giải quyết vấn đề về năng lượng. Giờ năng lượng ác quá rồi. Ta lấy đỡ mấy cái Magmatic Generator ra. Chúng ta bỏ mấy cái này vào trong đi. Mình sẽ để nó ở đây, đây và ở đây. Với lại lấy cái lava trum. Lấy để qua đây chứ. Rồi lấy cái này với cái này. 1, 2, 3 và 4. Nó không kết nối vào đó là đúng. Chỉ cần 1, 2, 3 thôi. Gì vậy? Nãy sao đập ra cái con đuôi còn lại là sao? Rồi giờ chúng ta sẽ cất em này vào đây, vào đây. Và trong này sẽ là extract on way active. Mấy thằng này nó sẽ là insert hết. Nó sẽ tự chuyển điện đi. Còn chuyển chất lỏng vô trong này, chuyển điện qua bên đây. Ok, chúng ta sẽ có thêm chỗ để sản xuất điện năng. Mình đang còn khoảng 2.7 triệu. Cũng còn rất là nhiều, thoải mái đi. Và chúng ta có thêm một cái Ender Lily nữa nè. Ender Lily càng nhiều càng tốt. Sướng thôi. Bây giờ mình sẽ cần phải có Farming Station. Tiếp tục, đất. Chúng ta sẽ lấy đất này hả? Đất này và Sandy Dirt hả? Chúng ta có Coarse Dirt. Coarse Dirt thì cũng giống như là đất đó thôi. Nhưng mà nó không mọc cỏ được. Lấy luôn. Chắc lấy thêm Sandy Dirt đi. Để giữ phòng thôi. Và mình cần có một cái crate. Đây là cái crate. Sau này nếu chúng ta đổi sang xài cái thằng gì đó, Dimensional Transceiver đó, thì nó sẽ tiện hơn. Và bây giờ ta cần một chỗ để trồng cây, chặt cây ở đây. Ngay đường vào căn cứ sẽ có một chỗ để trồng cây. Và trước khi đó để mình đổi, đem cái double layer ra. Mình không cần tới cái orthotic làm gì cả. Orthotic mạnh lắm, chúng ta không cần tới đó đâu. Và ta sẽ bắt đầu trồng cây ở trong cái góc này. Chúng ta sẽ đi ra bao nhiêu ô đây?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay quá ta. Giờ thêm 10 cái nữa. Nãy để xuống cái đúng bon luôn. Ghê thiệt. Rồi chúng ta kéo ra cái coi. Đi hơi xa. Nó sẽ tới đó mà thôi. Tới đây. Giờ tới lượt cost đất nha. Để như vậy thì cũng hơi kỳ. Giờ chúng ta sẽ cấm cost đất cho nó theo một hàng thôi. Giờ trồng bằng đất gì nó không quan trọng, tại vì mình không muốn trồng bằng sandy đất thôi. Ok. Và ta sẽ cần phải lấy cái upgrade trong này một cái. Bởi vì chúng ta sẽ chia sẻ. Ở đây mình sẽ trồng nhiều thứ. Wow, chúng ta có được mấy con bọ nữa kìa. Tại vì chúng ta trồng nhiều thứ mà, nên chúng ta sẽ chia sẻ một chút xíu. Đất này sẽ để vô trong đây, tại vì đây là đất tốt. Còn mà đất cát á, thì chúng ta để bên ngoài á. Chỗ này sẽ là đất cát nè, đúng không? Chúng ta để bên ngoài đi. Ta có mất mấy cục đất không đây? Và đây 6 cục nữa. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó. Chúng ta lấy mấy cái đất này coi. Lấy mấy cái đất này coi. Cho tôi mấy cục đất đó coi. Và còn dư lại một cục. Đập chỗ đó ra. Mình sử dụng tùm lum loại đất hết trơn hết á. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ra tới đây. Đây là sandy đất. Đủ số lượng chưa bà con? Hy vọng là đủ. Giờ cũng cả phải đếm lại rồi. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chính xác. Đây và ở đây. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ tìm ô ở giữa. Ở giữa chưa? Nó, đó, chính xác. Nó đã nằm ở giữa. Thì mình sẽ bỏ vào trong này là cái này. Để nó có được điện năng. Và chúng ta sẽ bắt đầu trồng cây, trồng này nọ luôn. Giờ ta sẽ cần phải có sapling nè. Lấy mấy cái sapling ra. Rồi cây hoe. Có cây hoe. Rồi cây axe. Có cây axe. Mình sẽ có những cái water strainer được đặt bên căn cứ cũ. Còn bây giờ coi thử coi. Chỗ này ổn rồi nè. Ta sẽ bắt đầu đặt những cái con trùng này xuống. Nó sẽ nằm ở đây. 1, 2, 3 ô. Và như vậy là được 3 ô. Ấy. Chết chưa? Rồi, lỡ rồi. Chỗ đó không đúng. Nó sẽ phải nằm ở bên này mới đúng. Chỗ này. Chỗ này. Đây và ở đây. Thiếu một con, thiệt tình. Nãy đặt cho đúng là không thiếu một con nào rồi. Warm. Chúng ta còn 8 con. Và ta sẽ gắn xuống một cái capacitor cho nó có điện. Giờ có điện rồi đó. Bắt đầu nó sẽ chuẩn bị trồng cây này nha. Coi này nha, coi này nha. Đó. Trồng cây ra. Phải vậy chứ. Trồng đi. Rồi lát nữa cây lớn. Rồi bắt đầu thu hoạch nhé. Đối với cái sandy dirt này nè. Thì mình không có đặt cái con này xuống được. Chúng ta coi nè. Không hề đặt cái con nó xuống được. Và mình cũng không có cần mấy cái cây này lớn nhanh nữa. Nó lớn nhanh này cũng mệt lắm. Thôi khỏi lớn nhanh đâu. Ta sẽ đẩy đồ ra đây. Khóa mấy cái này lại, khóa mấy cái này lại. Bậy nha. Để đó là trồng bậy, trồng bạ nữa. Không có đúng đâu. Không có phải là thứ chúng ta đang muốn. Nó sẽ là push and pull. Đâu rồi, tôi đang chỉnh. Push and pull, chính xác. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu nó đặt xuống những cái chồi non hay là những cái sapling á, mà nó trồng hết, nó sẽ cần phải rút từ đây qua đây. Ok. Mọi việc đã xong xuôi ngay chỗ đó, thì chúng ta cần những cái slab. Đây là những cái slab. Mình sẽ có đầu bên này được đặt slab cho mình đi lên. Chứ không lẽ mình nhảy lên hoài cũng kỳ. Nên chúng ta sẽ đi lên cho nó khỏe. Và ở đây chúng ta sẽ trồng cái gì? Ta sẽ trồng hai thứ là cà rốt và khoai tây. Ây da! Mất cái ender pearl rồi. Bấm cho giữ vô. Mất cái ender pearl rồi. Đau đớn quá đi. Ta cất mấy thứ này vô. Và chúng ta sẽ cần phải có carrot.
Bồ Tây Tàu. Ủa không có Bồ Tây Tàu luôn hả? Có chứ, sao mà không có được? Mình nhớ có Bồ Tây Tàu mà. À khoan, chúng ta sẽ lấy Bon Miu. Lấy Bon Miu để làm cái gì? Giúp cho cây trồng lớn nhanh hơn thôi. Mấy cái con dung đất đó nó sẽ giữ cho đất được màu mỡ, nó tạo chất mùn mà, nên chúng ta không cần lo lắm đâu. Mấy em này sẽ tự xử lý phần nước của đất, ta chỉ việc trồng thôi, sướng lắm. Giờ ta sẽ có cái này nữa, mình sẽ trồng hai loại cây này. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ cho vào trong đó. Có thể chúng ta sẽ trồng ở đây với bên đó đi, còn ở giữa này chúng ta trồng thứ khác. Vậy là chúng ta sẽ cho cái này vô đây, và một con ở đây với một con ở đâu đó bên đây, được chưa? Mấy đứa hoạt động đi, hãy làm cho đất màu mỡ đi nha mấy đứa. Từ từ, chỗ này bình tĩnh, tụi nó sẽ xử lý hết mà, chúng ta không cần phải lo gì đâu. Giờ trong này cũng hết điện luôn rồi, lấy lại. Và ta sẽ cần phải coi hướng tiếp. Giờ hướng này hướng gì? Nhìn về phía bên này, đó là hướng đo Tây Bắc. Tây Bắc, Tây Bắc hả? Northwest. Ok, bỏ tiếp vào hướng Đông Bắc. Đông Bắc, mở ra đóng xuống. Như vậy chúng ta sẽ có được một cái vườn cây. Tụi nó sẽ bắt đầu thu hoạch những cái hồ tây tổ và cà rốt cho mình. Tuyệt vời. Rồi giờ chỗ này chúng ta trồng cái gì nữa? Suy nghĩ coi, có thứ gì chúng ta cần nữa không ta? Nether quartz hả? Có thể chúng ta cũng sẽ cần Nether quartz. Còn không, chúng ta cần cái gì? Chúng ta có cần thứ gì khác không? Suy nghĩ coi, mọi người nghĩ mình có cần trồng thêm cái gì không? Mình thấy là không có cần phải trồng thêm thứ gì cả. Đây là những thứ cần thiết nhất rồi. Chúng ta có chỗ để thu hoạch tất cả những thứ đó là được. Và ta sẽ đi ra ngoài đây ngắm nhìn khu vực này. Đây là chỗ để chúng ta trồng trọt. Và cao lắm là mình có trồng lúa. À, chúng ta trồng lúa đi. Chúng ta trồng lúa mì đi. Lúa mì đâu? Có hột giống đây, lấy xuống. Bỏ hột giống vô. Giờ bỏ vô trồng trồng lúa mì luôn. Mình sẽ bỏ nó vào hướng này. Ồ, không vui nha. Hướng đó không có trồng cây đó đâu nha. Và cái cây đó đâu rồi? Lấy mấy cái cây này đi ra đi. Chúng ta sẽ bỏ nó vào đây. Hột giống. Hột giống đã gieo vào rồi thì chúng ta cứ tiếp tục tích lũy thêm. Cho hột giống cho sapling vào trong đó. Và cứ từ từ, ta sẽ cần phải tăng tốc độ phát triển của tụi nó lên. Thì chúng ta đã có được mấy em này. Giờ bắt đầu từ đây, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ có ngay đó hả? Nó có vướng dây hay không á? Nếu mình lên thêm một ô nữa thì có thể là vướng, nhưng mà ở đó thì không vướng đâu. Và tới đây, và chỗ này nó sẽ ra tới ngoài này. Đó, phải vậy chứ. Và còn thiếu một ô nữa. Kỳ vậy, đi làm thế còn thiếu một ô là sao? Thôi để vậy đi cho đẹp. Còn chỗ này thiếu thì kệ nó. Trời đang bắt đầu sáng và mình nghĩ ta sẽ thấy được cái khả năng hoạt động của cái này sớm thôi. Chúng ta vẫn chưa có gì thêm đâu. Chắc là ta sẽ cho bột xương vào đây. Nó sẽ cho hiệu ứng bột xương ngẫu nhiên vào trong mấy cái chỗ này. Và đừng có bột xương vào đây làm gì cả. Chỗ đó nó không cần thiết đâu. Giờ ta hãy coi công thức của Greenhouse Glass một lần nữa. Ta sẽ cần có bao nhiêu cái. Nhìn nhìn khu vực đó, dự đoán chúng ta phải đoán được bao nhiêu cái đó. Ở đây là 5 x 5 là 25, 50, một stack và hơn một stack một chút. Vậy là mình sẽ cần phải có 18 hả? 8 là 64. Và Empower Palace Block, chúng ta đủ Palace Block hay không mới quan trọng. Ta coi Lapis coi. Giờ ta đang có nhiêu đây? Cái này có thể fortune được hay không? Sack mill 1 được 8. Và sử dụng Dark Steel Ball luôn. Nó đâu rồi? Dark Steel Ball. Đây là đồ xịn hơn. Sack mill nó ra. Bỏ vô. Và nó còn dư lại mấy cái flint. Giờ phải cố gắng, cố gắng. Giờ cho nó chạy hết cái đó đi. Chúng ta sẽ có được thêm
nếu mà nó đúng như là cái thằng Dark Stillborn này giới thiệu thì chúng ta sẽ có nhiều hơn. Cố gắng nha. Và kiểm tra thử coi bao nhiêu mica rồi. 4 cục mica, quá ít. Và phải có một cái solar panel cho bên đó, phải có nơi sản xuất điện năng. Nói chung là phải có nhiều thứ quá. Và ta sẽ làm đây là 9 cục. 9 cục pallets, đây là 7 cục nè. Rồi 9 cục 80. 9 cục. Đây là 9, lấy xuống. Lấy cái này xuống, bỏ vào đây. Chúng ta sẽ cùng nhau empower tụi nó lên. Quăng xuống dưới đó, chiếu một cái. Sau khi đã có được lapis thì chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi một vài cái nether quartz. Từ đó bấm một cái, nó sẽ biến thành Grismarine Shard. Tuyệt vời. Chiếu cái nữa, Grismarine Shard. Quá chừng Grismarine Shard luôn. Giờ ta đã sẵn sàng rồi đó. Hãy empower cái này lên một cái. Và ta sẽ gắn nó vào đây. Chiếu nào. 10 cái, 9 cái à, đâu phải 10 cái đâu. 9 cái thôi. Giờ trong này đang có điện rồi kìa. Tốt. Và nó trừ điện rất nhanh. Bởi vì mình empower nó nặng đô quá mà. Hỏi tại sao nó không trừ điện nhanh cho được. Giờ chúng ta sẽ có những cái này. Tốt, tốt, tốt. Tiếp tục mấy em. Hãy giúp cho đất màu mỡ hơn nhé. Và khu này thật là xanh mát quá đi. Nhìn nó tươi con mắt luôn vậy đó. Bỏ vô trong đây. Bỏ lộn. Chúng ta sẽ để cái này, cái này, cái này lên. Và nó sẽ empower nó lên. Cứ tiếp tục chạy. Rồi sau đó chúng ta làm greenhouse glass luôn. Gắn lên trển cho nó hoàn thành khu vực đó. Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa. Xong chưa. Mình đã empower xong 9 cục. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chế tạo greenhouse glass. Nó đâu? Nó đây. Bấm một cái. Và sao nó chỉ dừng lại ở đó? Bởi vì chúng ta hết kiến chứ gì. Cát đâu? Còn cát ở đây. Đem đi nấu cát lên thôi. Bỏ vô chổng. Và được mới có 16 cái. Ta hãy để ở đây. Trong cái góc này. Ấy chết chưa. Trong cái góc này không tính toán tới chuyện này rồi. Nó sẽ bị dướng không? Không. Nó có bị mất cái đường dây điện của tôi không? Ôi, dây điện đi xuyên qua tường luôn, đi xuyên qua cái trần luôn, dữ thiệt. Đấy chỉ là lớp kiến thôi nhưng mà nó vẫn đi xuyên qua được. Không biết là loại dây gì. Dây gì mà có thể có được tác dụng kinh khủng đến như vậy. Và chúng ta sẽ có thêm nào. 48. Mình nghĩ là đủ. Chúng ta sẽ kéo ra tới ngoài này luôn. Hai ô nữa. Và đây. Như vậy là những cái cây bên trong sẽ mọc rất nhanh. Giờ chúng ta không cần lo đến chuyện cây mọc chậm hay là gì nữa. Và nó sẽ tới chỗ này. Dừng lại. Wow. Kéo đúng ngay vị trí đó luôn mới giữ. Rồi giờ chúng ta còn bên này nữa thôi. Và kéo ra luôn. Kéo ra đây. Trời hãy sáng lên cho mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy khu vực này coi. Chúng ta còn thiếu 8 cái nữa. Có vẻ như là đúng 8 cái luôn hay sao đó. Bang, 8 cái. Ra ngoài coi thử coi. Ngay đây một cái. Và còn thiếu 2 cái. Rồi sao còn thiếu 2 cái? 2 cái nào đây? Không biết. Làm sao chúng ta lắp cho đầy đây? Thiếu có 2 cái à, giờ mình phải làm thêm 8 cái thì cực kỳ xấu quá. Và ta sẽ có được greenhouse glass ở đó thôi. Mấy cái cây này mọc lên thì cứ mọc. Còn gì nữa không? Có quá chừng que luôn. Mấy cái que từ mấy cái lá cây á, không có cần thiết chút nào cả mà nó cũng cho nữa. Và nói tóm lại là mình sẽ đổi đi. Ta sẽ lấy mấy cái ô ở trong. Chúng ta đổi mấy cái ô ở trong. Chúng ta lấy mấy ô ở trong để ra ngoài. Nhìn cho nó đẹp. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay, chúng ta đã có được một chỗ để trồng cây, trồng đồ ăn luôn rồi đó. Quá dữ luôn. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ tiếp tục trèo mái để kiếm thêm đồ. Còn bây giờ, ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!